các chị thì có nhờ vả được không? Có lúc thì được, có lúc thì không được đâu. Có lúc. Không có xe, có lúc thì không được. Ồ. Không không lấy em chỉ lấy lại tiền, và có lúc thì bảo là ở hết cưới thì hỗ trợ ở cùng nữa. Thế bảo rằng là hết ở cứu xong là không cho cùng á. Vâng. Nói bao nhiêu lần rồi? Nói 2-3 lần rồi ạ. 2-3 lần đó. Vâng. Thế thì cơm nấu như này thì có cho ăn cùng không hay là như nào? Có lúc thì ăn cùng, có lúc thì mẹ em ăn ở đây. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống cô bác. Vừa rồi thì rất là mong cô bác thông cảm cho Lực vừa cái hành động là vừa nhìn qua đằng sau một chút cô bác. Tại đằng sau là có một con chó nó đang sủa sủa không tí, nó chạy về nó đốc cái không biết. Lời đầu tiên thì cháu cho Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được phần quà của các bác gửi tới cho em Dung, và phần quà mà bác Kim Hoàng có dặn cháu Lực đi đâu ấy. Phần quà mà bác Kim Hoàng có gửi cho cháu Lực là 4 triệu, là mỗi tuần cháu Lực lên là đưa cho em Dung 1 triệu. Trước thì cháu Lực đã đưa em Dung, tuần trước thì cháu Lực đã lên đưa cho em Dung là 1 triệu rồi. Và tuần này lên thì cháu Lực cũng mua cho em Dung là thêm một số đồ nữa. Tiền còn dư thì một tí nữa có thể là cháu Lực sẽ đưa lại cho em Dung, hay là cháu Lực giữ lại để mà khi mà cháu Lực lên cháu Lực mua thức ăn cho em Dung cũng được cô bác. Và cháu Lực sợ rằng là đưa tiền cho em Dung thì em Dung không có đi mua được, và nhờ bố mẹ thì bố mẹ em không có đi ấy cô bác. Rồi còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì khá là nhiều đồ cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực đi xuống sáng mua ấy, có người bảo là cháu Lực có con rồi ạ, à, thế ấy bảo là như một ông bìm sữa. Đi đâu ấy? Đi chơi à? Đi chơi rồi. Có vẻ như là thêm thùng đồ lên thì khá là nhiều nhỉ. Thì bạn Hiệu cầm một chút đi nhé. Bạn Hiệu là cầm hộ chút. Có phải cầm cả túi trứng đấy. Tại vì là trứng là nó tí sợ nó vỡ. Đấy, con chó kia đang sủa rất là ghê đấy. Cho nên là anh em mình đi là phải chú ý một chút nhé. Đấy, thời tiết ở vùng cao mấy hôm nay thì nắng của bác ạ. Nắng này thì nắng ấm áp thôi, chứ không có phải là nắng gắt như tầm độ tháng tháng 3 đến tháng 5 cả. Nào đi ra kia, đi ra kia. Khi mà đi vào nhà của em Dung là sẽ đi qua ngôi nhà của hình như là người chị dâu em Dung sao quá ạ. Vừa đi là phải vừa để ý á. Đấy, quần áo của bé thì thấy cho Lực thấy là phơi ở khắp nơi của bác ạ. Không biết là có ai ở nhà không. Có Dung. Ôi, có một mình Dung nè. Con đâu rồi? Hả? Con ngủ đây hay ngủ đâu? Ngủ đây à? Thế là bây giờ em với con là ngủ đây rồi à? Bé thì đang ngủ rồi à cô bác ạ. Thế ăn cơm gì chưa? Ăn rồi à? Hôm nay lên thì anh có mua thêm cho em thêm một chút đồ nữa.
Để bây giờ thì gửi cho Dung treo luôn. Đây là trứng này. Em là ăn trứng thôi đúng không? Ở cứa ấy. Rồi, em treo đi lên. Xong rồi còn cái này là thịt nhá. Đây là thịt lợn nhá. Tối nay thì có thể là ăn thịt lợn trước nhá. Đấy. Còn là trứng thì để ăn sau cũng được. Xong là đây là bỉm cho con này. Đấy. Bỉm anh sắp thành một ông bố đấy nhỉ. Đây, đây là xà phòng tắm để em để xà phòng cọ may để em tắm nhá. Ừ. Còn cái này là xà phòng giặt áo nhá. Đấy. Có xà phòng giặt áo con gì không? Không đâu á? Ôi dồi, thế sao trước không bảo anh để anh mua luôn? Đây, đây anh để vào túi. Đây còn sữa này thì pha để em uống nhá. Rồi, đấy, cất cái này đi đi. Rồi, không có gì đâu. Đấy, thời tiết ở trên vùng cao thì Dung thì cũng không có đi ra ngoài là nhiều cả cô bác. Trong thời gian là đang ở cứu. Thế bây giờ là bố vẫn ngủ đây à? Bố chồng vẫn ngủ đây à? Trước thì anh đưa tiền cho thì có đi hay đi chợ không? À, thì anh đeo cái này một tí nhá. Anh đeo cái này cho một tí. Thế mày hôm nay sức khỏe thế nào? Có ốm gì không? Không ạ. Không à? Thế còn là con thì đêm thì có quấy không hay khóc không? Không, bây giờ thì không khóc. Bây giờ thì không à? Vâng. À. Hôm nay là một mình em ở nhà thôi à? Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ đi sang Cốc Dế rồi. Sang Cốc Dế á? Vâng. Đi bộ hay là đi xe đi? Sáng nay chị đưa đi. Sáng nay là chị đã đưa đi à? Vâng. À. Em là sắp hết ở cứu rồi nhỉ? Vâng. Còn mấy ngày nữa thôi là hết. Đấy, các bạn phải nói là ở trên vùng cao thì khi mà ở cứu xong thì là đi làm luôn hay là vẫn còn được ở nhà? Đi làm luôn à? Vâng. Nhưng mà mùa này thì cũng không có gì để làm cho mấy mấy nhỉ? Vâng, mùa này thì không có gì làm, chỉ đi cắt cỏ với lại đi nấu cắm lợn thôi. Nấu cắm lợn à? Vâng. À, đấy. Hôm nay thì anh mua cho em là 4 gói bỉm. Là 4 gói bỉm 80.000, mua trứng là 100.000, mua xà phòng giặt áo là 25.000, mua sữa ông thọ là 25.000 và mua xà phòng tắm là 15.000. Mua thịt là 2 cân 260. Là anh mua hết là 505.000. Đấy. Và còn là dư là 495.000. Thì ở đây là cái phần mà anh mua này là cái phần của bác Kim Hoàng. Bác Kim Hoàng, bác ấy trước anh có bảo với em ấy là một tuần là anh sẽ lên đưa cho em 1 triệu để em dùng tiền đấy mua thịt, mua thà cũng như là mua bỉm để cho con. Đấy. Bây giờ còn dư là 495.000 này thì em muốn lần anh lên mua thịt hay là như nào? Hay là để anh đưa cho em cầm? Anh lên thì anh mua thịt đi. Anh lên anh mua cho à? Vâng. À, thế thì anh cầm là 495.000 nhá. Vâng. Thì cứ mỗi lần anh đi qua nhà xử đây là anh sẽ mua là cho em nhá. Vâng. Có thể là mua trứng, như thịt hôm nay thì anh mua 2 cân với lại mua 30 quả trứng ăn thì chắc là độ tầm được một tuần không? Có, em ăn không được trứng rồi, ăn trứng thì con bị đau đầu nhưng ăn không được. Ăn không được á? Vâng. Ồ, thế lại anh lại không biết, vừa rồi thì anh hỏi hỏi các chị ấy bảo là ở trong cứ thì có ăn được không, thì người ta trả lời với anh bảo là ăn được. Thế thì thành ra là anh mới mua lên. Thế thì để lần sau anh mua thịt lên, nhưng mà chị ăn được mỗi thịt thôi đúng không? Vâng. Thế như anh đưa tiền cho em thì bố mẹ có đi xuống chợ để mua thịt không hay là... Bố mẹ không đi đâu, nhưng lúc trước thì em đưa 500 cho anh trai đi mua. 500 á? 500 mua được bao nhiêu? Không biết anh trai mua bao nhiêu đấy, nhưng mà hình như là mua 5 cân hay là mấy cân sáu. À, 5 cân à? Vâng. À. Trên này nhà em có nuôi mèo hay sao à? Vâng. À. Thì bây giờ thì Dung thì cũng gần đầy tháng rồi cô bác ạ. Và mỗi tuần Cháu Lực lên, Cháu Lực mua cho em Dung là một ít đồ thực phẩm để cho em Dung ăn cô bác. Ở đây thì có bao giờ bố mẹ thì có đi ra đi xuống dưới kia để mua thịt lên cho em không? Không đâu. Không đó á? Vâng. Thế em nhờ ai? Em có lúc thì nhờ anh trai, nhưng mà
Anh trai cũng không ở nhà thì không không nhớ ai đâu. Không nhớ ai. Thế anh trai này là anh trai anh trai anh chồng đúng không? Vâng, anh chồng. À. Thế các chị thì có nhờ vả được không? Có lúc thì được, có lúc thì không được đâu. Có Cũng lúc. không không có xe, có lúc thì không được. Ồ. Thế là các trong thời gian vừa rồi ấy, thì chồng mới đã đẻ cứ này thì các chị có ghét bỏ gì hay không? Còn nó hay còn thường xuyên nói chuyện với em Có. không? Vẫn có à? Thế còn bố em thì bố chồng ấy thì hay uống rượu về có nói gì không? Có. Có. Vâng. Thường là thường thường nói về cái gì? Thường nói có lúc thì nói bảo là không không lấy em, chỉ lấy lại tiền, và có lúc thì bảo là ở hết cưới thì hết cho ở cùng nữa. Nói hết cứ là không cho cùng á. Vâng. Bảo là lấy lại tiền nhưng mà lấy lại tiền gì? Lấy lại tiền là lúc trước thì họ sang hỏi em này thì bố bảo là 30 triệu, thì lúc bố xây rượu thì lúc nào bố cũng bảo là bố lấy lại tiền. Bố lấy lại khoảng 30 triệu á. Vâng. Nhưng mà đấy là bố chồng hay là như nào? Bố chồng rồi. Bố chồng à? Thế là say rượu về là nói thế à? Thế bảo rằng là hết ở cứ xong là không cho cùng á. Vâng. Nói bao nhiêu lần rồi? Nói 2-3 lần nữa. Hai ba lần đó. Vâng. Thế thì cơm nấu như này thì có cho ăn cùng không hay là như nào? Có lúc thì em cũng có lúc thì mẹ em ăn ở đây thì Có lúc thì em một mình em khác ngồi ở đây ăn. vâng. Cả bố mẹ chồng với lại bố bố chồng nói à? Cả bố mẹ chồng nói à? Vâng, mẹ mẹ thì mẹ cũng không nói lắm, nhưng mà bố nói. Bố là nói nhiều hơn à? Vâng. Thế là cứ trong thời trước trước kia mà kinh chưa mất thì còn nói không hay là bây giờ kinh mất thì mới nói? Ừ, tính mất rồi mới nói. Kinh mất rồi mới nói. Đấy cô bác ạ, khi mà người chồng của Dung mất thì bố mẹ có nói rằng là không cho ở cùng, hết ở cứ xong là không cho ở cùng. Thế đây là có lần uống rượu có lần không uống rượu nói Vâng. à? Đã từng nói rằng là không cho ở luôn không? Là cho đi ra ngoài ở luôn không? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế chỉ bảo là ở cứ xong à? Vâng. Thế là đòi lại lấy tiền tiền như kiểu tiền sính lễ đúng không? Vâng. Là nói với em có nói với bố mẹ em không? Có nói với bố mẹ ruột em không? Không nói là chuyện nói với em. Chị nói với em á. Vâng. Em có điện thoại nói lại bố mẹ ruột mình nói từ này không? Không, em chưa nói cho bố mẹ ruột nữa. Chưa đâu à? Vâng. Lên thì hôm nay lại Dung lại kể thêm một câu chuyện rằng là bố mẹ không cho ở cùng với các bác. Có thể là bây giờ trong thời gian ở cứ thì nhà là không có dám đuổi nhiều. Nếu mà hết thời gian ở cứ thì chắc chắn là sẽ có nhiều câu chuyện là xảy ra hơn nữa. Ở đây là còn có các chị dâu nữa này, còn có nhà 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 có đông người đúng không? Đông con người con trai đúng không? Vâng, có 3 trai. Ba người kinh là mất được, bây giờ còn hai người đúng không? Vâng. Không biết là sau khi mà hết ở cứ xong thì cái hoàn cảnh của Dung còn sẽ đi vào đâu không bác? Phải nói là một cô bé khi mà đến tuổi mà gả đi rồi, lấy được một người chồng rồi, cứ nghĩ là số phận của mình đã an bài rồi, đã có một nơi để một chỗ để dựa dẫm rồi. Đấy, nhưng mà lại trái với sự thật của trái với lại sự suy nghĩ của mình. Khi mà lấy về thì không do là không may là kinh bị bệnh cũng mất đi rồi. Sau đó thì để lại cho Dung một người con. Con thì bây giờ còn khá là nhỏ các bác ạ, chưa còn đầy tháng luôn. Hay cứ thế thì cứ có chuyện gì thì cứ bảo với anh luôn. Dung thì có điện thoại đúng không? Hay có điện thoại thì có chuyện gì thì bảo với anh. Lên thì anh giúp được cái gì thì anh sẽ giúp. Vâng. Bố em có nói rằng là anh lên ghi hình như này thì có nói không cho anh lên ghi hình không? Không đâu. Không đoà, là Vâng. vẫn chưa nói đúng không? Vâng. Có thể là thời điểm hiện tại thì chưa nói như cô bác, nhưng mà về sau về dài thì cháu Lực cũng chưa có biết được. Hay và ở đây thì kể cả bác có nói thì cháu Lực cũng không có bận tâm. Đây có thể là ngôi nhà này khi mà bác nói thì cháu Lực sẽ không có dám vào trong này để ghi hình.
Sau này thì còn rất là nhiều chuyện nó sẽ xảy ra với em nữa, chứ không phải là chỉ nguyên cái chuyện này cả. Đấy, có thể là nói được một lần hai, sẽ có rất là nhiều lần nữa. Anh còn không biết là cái chuyện gì nó xảy ra với em nữa. Sau này mà hết ở cứ rồi thì đi đâu làm gì để lấy tiền về nuôi con. Cũng không biết làm gì nữa đâu rồi. Thế ở trong khu này thì có đi lấy được cái gì để bán không? Không đâu, chỉ là đi đi lấy rau để bán thôi Lấy dâu để bán, chứ. là lấy dâu ở rừng kia đã bán à? Vâng. Thế em đã từng đi lấy củi để bán chưa? Vâng, chưa. Chưa. Vâng. Thế đợt đợt mà lấy kinh, lấy hai vợ chồng lấy nhau là chưa có đi lấy củi để bán lần nào đúng không? Vâng. Là lấy nguyên dâu để bán đúng không? Vâng. Câu chuyện này thì thôi, bây giờ thì mình dừng lại một chút. Hay trong thời gian trong trong lúc mà con đang ngủ ấy, thì là hôm nay anh có gửi thêm một phần quà nữa. Đấy. Phần quà này là của cô Tuyết nhá. Đấy, còn cái phần quà vừa rồi anh mua cho em là của bác Kim Hoàng nhá. Đấy, bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng nhá. Em quay quay ra đây một chút. Đấy. Em cảm ơn, Con con cảm ơn bác cũng đã gửi phần của em cho con. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Dung thì qua cái kênh nói chuyện của em của bác cho Lực cảm nhận được rằng là một cô bé rất là hiền lành của bác ạ. Phần quà này là phần quà của cô Tuyết nhá, cô Tuyết nhá. Không biết là có lấy dao ở đây không nhỉ? Có con dao không? À đây, trước khi đi vào phần quà này thì đây, anh có là đây một lọ là lọ này là Vaseline. Phải không nhỉ? Vaseline là để mà bôi mặt này, bôi cho nó đỡ nẻ nhá. Để bôi lấy cái này bôi vào người nhá. Rồi. Còn đây là lọ dầu gió nhá. Nhá, dầu gió mình có thể là bôi bôi ở dưới bàn chân cho nó ấm ấm người một chút. Hay dầu gió nhá. Rồi. Còn đây là một cái lọ dầu nóng nhá. Đấy, dầu nóng này thì cũng để bôi. Đấy, khi mà mình bị đau đầu chẳng hạn thì có thể bôi bôi ở trên thái dương này một chút. Đấy, bôi ở tay một chút, hay là trong quá trình mà mình đi lấy củi hay là đi làm gì đấy bị sâu gió ấy, thì là bôi hai cái này vào nhá. Rồi. Phần quà này là của bác Thảo Đỗ, là bác gửi cho cháu Lực của bác này. Ở đây thì bác ấy gửi cho cháu Lực là hai thùng, cháu Lực nhận được hai thùng của bác Thảo Đỗ. Và trong hai thùng thì cháu Lực đã bóc ra rồi. Trước khi bóc thì cháu Lực cũng đã điện cho bác Thảo Đỗ nói rằng là đồ này nên chia như nào của bác, để tránh cái trường hợp rằng là sẽ có một sự hiểu lầm rằng là cháu Lực giữ lại đồ mà để ở chỗ phòng cháu Lực của bác. Bác thì gửi cho cháu Lực rất là nhiều. Bác cũng có dặn với cháu Lực rằng là những cái đồ này là xe ra để cho chia cho những bạn nhỏ cháu Lực gặp ở ngoài đường hay là những hoàn cảnh mà cháu Lực đi của bác. Hôm nọ hình như là anh có gửi thêm áo cho em rồi đúng không? Vâng. Áo đấy thì có vừa không? Có. Có à? Vâng. Đấy, thế thì mặc áo ấm lên một chút nhá. Thế là cả ngày là cứ ngồi sưởi sưởi lửa đây thôi à? Vâng. Nhưng mà đây là ai là người đi lấy củi về? Mẹ. Mẹ. Vâng. Có bao giờ mà đang ngồi sưởi ấm như này bố chồng nói bảo là không cho sưởi ấm không? Không. Không à? Vâng. Đây thì chắc là cũng có khi là quần áo hay là gì đấy, anh cũng không có biết được. Trong là em có bao tải không? Lấy bao tải để ở đây cho anh một cái, bao tải sạch sạch ấy. Dùng thì cũng hết thời gian ở cứ à, sắp hết rồi của bác ạ, chứ không phải là hết, còn độ tầm mười mấy ngày nữa thì là cũng hết. Khi mà hết ở cứ xong thì có lẽ là em sẽ phải là đi như vừa rồi em mới kể là đi lấy dâu lợn này về, lấy dâu lợn về nhà hay là lấy dâu để về để bán. Em giải cho anh một chút nhé. Áo này thì để em mà mặc luôn nhá. Áo này thì ấm rồi nhá. Có thể là mặc luôn hay lạnh không? Không ạ. Đấy, nếu mà lạnh thì tí mặc áo này nhá. Đấy. Đây thì là áo len. Đấy, áo len nhá. Đấy, có cả mũ luôn một chút này. Đấy, và
những cái phần quà nào mà cháu Lực nhận được ấy, khi mà cháu Lực mở ra thì cháu Lực sẽ mở ra hết cô bác nhé. Có khi là ở trong sẽ có một cái phong bì hay là một cái gì đấy, lúc đấy thì cháu Lực không có biết đấy, thì là phải mở ra hết. Đấy, ui, mấy cái áo này là ấm đấy nhá. Nhá. Đây này. Đấy, em thử mặc thử xem nào. Đấy, mặc thử đi. Đấy, cứ mặc thử đi. Đây là có hai cái áo len, tức là hai cái áo khoác. Và trong này có một cái hộp nữa, cháu Lực không biết là hộp gì nữa đây. Đấy, một tí nữa thì gấp để lại vào túi này. Đẹp chưa? Đây là chắc là bỉm này, anh nhìn thấy ở ngoài là có bỉm một chút rồi. Vừa rồi thì cháu Lực không có biết là bác có gửi thêm cả bỉm nữa, nếu mà bác gửi thêm cả bỉm cháu Lực sẽ để lần sau mà mua thêm. Đấy, bây giờ thì mua để dành cũng được. Đấy, ở đây là bỉm nhá. Đấy, bỉm để cho con nhá. Đây là tất cả chỗ này là quần áo của bé hết nhá. Đây này. Đấy, ở đây là tất cả là quần áo của em bé của bác nhá. Bây giờ thì cháu Lực sẽ không có mở chỗ quần áo này ra nữa, tại vì là bác đã gấp gọn hết rồi. Thì em xem bộ nào hợp thì mặc cho con nhá. Đấy, như cái ôi giời. Đây là áo được, đây là mới đấy, áo mũ này này nhá. Đấy, nên là đội mũ cho con một chút áo này. Đây, quần áo này thì quần áo của bé sơ sinh, thế ra là vừa nhá. Đây, quần áo thì có từ khi mà anh lên chia sẻ thì các bác gửi cho rất là nhiều quần áo đúng không? Thì bây giờ áo thì đủ rồi đúng không? Có đủ chưa? Có cần phải mua thêm không? Không cần đâu. Không cần à? Không có tiền thì mua áo ấm cho con thế. Không, áo ấm à? Đây thì hiện tại là chưa có thấy có áo ấm. Đấy, tiền này, tiền mà hôm nọ anh đưa thì là lúc nào mà hết ở cứu xong thì đi xuống chợ mua mua thêm một hai bộ đấy. Vâng. Đấy, còn tiền thì em cứ cất để trong người nhá. Vâng. Sau này em còn phải mua sữa này. Đây là quần áo cho bé nhá. Còn đây là quần áo của em, thì anh để đây luôn cho em nhá. Đấy, thử là vừa đúng không? Nếu mà lạnh thì cứ mặc. Đấy, bây giờ thì cất đi. Em cất ở đâu đấy? Đấy, em thường thường quần áo thì em hay mang cất ở đâu? Em cất ở trên giường. Cất ở trên giường à? Giường bên kia à? Thế là buổi tối là em ngủ một mình hay là ngủ với lại mẹ nữa? Một mình thôi. Một mình à? Thế mẹ thì ngủ đâu? Mẹ với bố thì ngủ đấy. À, thế là mẹ với bố là ngủ đây à? Vâng. Thế còn là các chị là ngủ, chị với anh là ngủ bên kia à? Vâng. Hôm nay thì tôi Lực cũng thay mặt là em Dung gửi thêm một lời cảm ơn nữa. Gửi một lời cảm ơn tới bác Tuyết. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bác rất là nhiều đã gửi những phần quà rất là ý nghĩa tới cho em hai mẹ con Dung. Dung thì phải nói là năm nay thì cũng xấp xỉ là được gần 18 rồi các bác. Nào ngờ là cứ tưởng là kiếm được là tưởng là tìm được một cái biến đố cuộc đời mình rồi, một chỗ dựa vững chắc rồi, nhưng mà số phận đưa đẩy em đến thành hiện tại như này, có thể là thành quá này, nói là thành quá phụ luôn rồi cô bác ạ. Bây giờ đi đâu lấy chồng mới thì cũng lại khó. Thế Dung thì gửi một lời cảm ơn tới bà Tuyết nhá. Này. Em quay ra bên này một chút. Này. Con cảm ơn bà đã gửi phần quà này lên cho con. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe ạ. Dung thì trước kia là học đến lớp mấy? Học lớp 9 ấy. Học cái lớp 9 à? Vâng. Học cái lớp 9 là cũng là phải nói là cũng là học hết trung học rồi các bác ạ. Hay học hết trung học của bác. Như thế mấy hôm nay là ăn cơm với gì? Cơm với rau. Cơm với rau á? Vâng. Sao không để đấy thịt đấy để đi mua hay là không có ai để mà nhờ vải đi mua? Vâng. Thế anh đưa cho số điện thoại, thì cần mua cái gì thì cứ điện cho anh. Vâng. Điện xong xong anh thì anh mua lên.
Hay lúc nào mà anh lên nhà sử thì anh là qua anh đưa cho em luôn. Đấy. Và cháu Lực cũng xin phép tất cả các bác hôm nọ thì cháu Lực cũng nói với lại bác Kim Hoàng rồi rằng là cháu Lực bảo là đưa cho em mỗi tuần là 1 triệu để đi mua thức ăn. Hay nhưng mà đến hôm nay thì cháu Lực khi mà cháu Lực lên ấy, thì thấy em bảo là nhờ nhờ người ta đi cũng nhờ khó. Các chị thì bảo không có biết đi xe mà nhờ nhiều thì Dung cũng ngại. Mà các chị thì còn còn không có thích, không có kiểu có muốn được lắm. Và bố của Dung thì nếu mà đưa tiền cho bố của Dung đi mua thì chắc chắn là uống rượu rồi. Thế thành ra là cháu Lực sẽ giữ lại là 495.000 để lần sau cháu Lực tiếp tục lên là cháu Lực sẽ mua. Ở đây là bác Kim Hoàng là gửi cho cháu Lực là 4 triệu của bác nhé. Mỗi tuần là đưa cho Dung 1 tháng. Trong 4 triệu đấy thì để cho Dung hết ở cứ. Hay hết ở cứ của bác nhé. Đấy, tiền ở cứ thì có bác lo tiền thức ăn uống rồi. Đấy, anh chỉ sợ rằng là mua lên thì lại em lại không có được ăn nhiều thôi. Sợ rằng là nhà có đông thì thành ra là em lại ăn không đủ. Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cùng xin chia sẻ tới đây thôi các bác. Hôm nay thì lên với Dung vừa trao phần quà và lại vừa biết thêm một cái câu chuyện phải nói là cực kỳ mà đáng buồn của bác. Cứ tưởng được rằng là bố mẹ chồng sẽ yêu thương Dung là yêu thương Dung, nhưng mà đến hôm nay thì sự việc lại không thế. Bố chồng thấy bảo là cứ bảo là hết ở ở cứ là không cho ở cùng nhà. Vâng. Thế xong là bảo là đòi trả lại tiền lễ, sinh lễ. Vâng. Đấy, sinh ra cho gia đình một người cháu rồi mà không may là người chồng của Dung đã ra đi rồi. Cái nỗi đau của Dung còn chưa vơi đi phần nào mà bây giờ lại cộng thêm lại một cái nỗi áp lực nữa. Thế mỗi lần mà bố nói như này thì em cảm thấy là trong người mình như thế nào? Lúc đó em chỉ muốn về nhà mẹ thôi. Chỉ muốn về nhà mẹ. Nhưng mà bây giờ có em bé rồi thì làm sao mà về được nữa? Hay là sau nếu mà sau này mà nói nhiều quá thì em có đi về nhà mẹ không? Em có. Có. Dạ. Thế còn là con? Con thì con bé thì chắc cũng đi. Con bé thì em đem theo à? Vâng. Nhưng mà em đi đâu thì đi, không được bỏ lại con nhé. Vâng. Đấy, anh cũng nhắc nhở em này, tuyệt đối là không được bỏ lại con. Đấy, đi đâu thì gọi là giờ con đang còn bé thì đừng vội vàng. Vâng. Đấy, đừng vội vàng. Nhà bố mẹ thì có xa ở xa đây không? Không, cũng không nữa. Không á? Vâng. Nhưng mà dù có chuyện gì như thế nào nữa thì sao em không cứ ở với con ở cái ngôi nhà này, cứ ở trong ngôi nhà này, hay là có thể là dọn ra một chỗ nào ở. Đấy. Sau này bây giờ bố nói thế rồi thì cũng mặc kệ xem thời gian xem như thế nào. Đấy, mình cứ yêu thương con mình, lớn lên rồi thì khác được đền đáp với mình nhá. Thưa các bác anh chị, là khi mà nhắc tới câu chuyện thì những cái giọt nước mắt của Dung lại rơi xuống. Hay Dung thì có thể nói là trải qua rất là nhiều rồi. Trong cái tháng này là cái tháng mà đối với em Dung thì không bao giờ quên được các bác. Vừa sinh con này, chồng vừa mất này, bụng mẹ chồng vừa hắt hủi này, rất là nhiều chuyện luôn. Hay còn là thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Đức cũng xin được chia sẻ tới đây thôi. Một tí nữa thì nếu mà chia sẻ dài quá thì một tí nữa có thể là bố chồng Dung ra bắt gặp thì sẽ lại nói thêm về cái vấn đề nhiều quá, cho nên là cháu Đức sẽ tạm tạm dừng tại đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực đến giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao rồi. Hãy xin biết ơn các bác rất là nhiều. Cái thước phim này thì cũng khá là dài của các bác. Ở trong nhà Dung thì cất đồ đi nhá, cho anh mượn lại mic một chút nhá. Đây. Thế thì anh chào Dung nhá, rồi chắc anh cũng đi về thôi nhá. Đấy, ở trong nhà Dung của bác cũng
gọi là nhà bố mẹ dùng thôi, cũng không có cái đồ đạc gì mà giá trị cả. Vậy bây giờ hiện tại thì em Dung được nhìn người chồng của mình thì chỉ qua những cái tấm ảnh này thôi, qua một cái tấm ảnh duy nhất thôi. Không biết là điện thoại của Dung thì có thêm tấm ảnh nào không. Đồ đạc thì cũng rất là sơ sài mọi cái của bác. Đấy. Bố chồng thì đến hôm nay thì phải nói là hát hủi thêm một chút rồi. Đấy, thực phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và tôi Lực cũng xin được chia sẻ thế này thôi. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ai Dung thì cất đồ đi nhá. Hay thì anh thì chắc là anh cũng xin phép là đi về thôi nhá. Hay khi mà con đang ngủ thì đừng có đốt những cái giấy tờ giấy nhiều quá nó mùi, những cái chai nhựa nhá. Rồi.